Mấy giờ cân nhiêu tấn anh? 8 tấn. 8 tấn nè. Con cá nó to. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Phía sau em là một cái ao cá. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một cái mô hình nuôi cá nha các bạn. Nhưng mà đây là cái mô hình nuôi cá rô đồng nha các bạn, chứ không phải là nuôi những cái con cá điêu hồng hay là những cái loại cá khác. Đặc biệt ở đây chỉ nuôi một loại là cá rô đồng thôi. Các bạn nhìn thấy ở sau lưng em á, là một cái ao rất là lớn. Lúc trước á, thì chủ ở đây á, là thiết kế cái mô hình là nuôi theo cái kiểu mà vườn ao chuồng đó các bạn. Phía bên trên là nuôi heo. Ở dưới hầm này thì có nuôi cá điêu hồng và cá cắn cỏ và rất là nhiều loại cá khác. Và bên cạnh đó thì trên bờ và những cái mảnh vườn xung quanh thì có trồng cây ăn trái ha. Nhưng mà sau này thì do quá bận công việc nên đã cho cái bà con khác mướn lại và mướn cái hầm ở đây. Và bây giờ là đặc biệt ở đây là chỉ nuôi cá rô đồng thôi nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy là cái mật độ cá nó đang đốp móng ở dưới đây và nó đang ngồi lên mặt nước để nó ăn mồi cũng như là nó thở và nó bơi lội ở đây thì rất là nhiều. Và cá ở đây thì nó rất là lớn luôn nha các bạn. Thì 5 con một ký cũng có, 6 con một ký cũng có. Và hiện tại thì đã đến cái lứa mà xuất cá thương phẩm ra được rồi các bạn. Thì bây giờ để em quay cho bà con mình xem là cái mô hình ở đây nó lớn và phát triển như thế nào. Xin thưa với bà con là cái mô hình nuôi cá rô đồng này thì nó nằm ở trên địa phận tỉnh Tây Ninh nha. Và bây giờ em sẽ quay cho bà con mình xem là cá ở đây và sơ lược về cái ao nuôi cũng như cách thiết kế ở đây để bà con mình tìm hiểu từ từ để mà mình xem cái mô hình này nó như thế nào để mà mình có thể là kết hợp nuôi những cái con cá rô đồng này ở trên cái diện tích đất của mình, ở trên cái ao nuôi của mình hay không nha. Bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi video ha. Đây các bạn nhìn thấy là cái mô hình nuôi cá rô đồng ở tại Tây Ninh nha các bạn. Các bạn nhìn thấy những cái dèo được thiết kế trong một cái ao rất là lớn và có một cái độ dài tuốt trên kia luôn các bạn. Để bây giờ mình sẽ quay cho cô chú mình xem là cái mô hình nuôi cá rô đồng ở đây như thế nào ha. Các bạn nhìn thấy thì nó đớp móng, nó ăn mồi rất là mạnh ở phía trên đằng xa ở đằng kia luôn. Để mình đi đến đó để mình quay cho các bạn xem. Một cái ao rộng mênh mông luôn và xung quanh hai bên là được nhà xi măng luôn các bạn. Nghè cặp mé của nó hết rồi. Bây giờ nó rất là chắc chắn luôn. Và ở đây thì được sử dụng nước của hồ Dầu Tiếng nha các bạn. Ở phía sau cái vườn cây đó là cái con đường, và kế bên con đường thì sẽ là một cái con kênh dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng đi xuống đến tận Sài Gòn luôn các bạn. Bây giờ để em đi lên phía trên em thấy nó đang ăn rất là mạnh ở phía trên. Ở đây thì hai bên thì có trồng mít nè các bạn. Lúc trước nhà vườn ở đây thì có trồng mít để mà thiết kế cái mô hình theo kiểu mà vườn ao chuồng đó. Cây ăn trái xen lẫn với cá và có cả nuôi heo nữa. Đây, ở phía bên đây thì có những cái cây mãng cầu theo cặp bờ nè. Các bạn nhìn thấy đi đến đoạn nào cũng vậy, cá nó đớp móng rất là nhiều. Ở đây có cái con đường nó rất là mát luôn các bạn. Em phải đi cặp ở mấy trong này chưa có quay cho các bạn xem được. Lên một khúc này thôi. Một khúc này thôi thì sẽ có một cái xuồng nữa các bạn. Cái xuồng này được thiết kế bằng inox. Bạn nhìn thấy để mà dành mà sẽ xúc thức ăn lên đó rồi ngồi trên đó thì có hai cái đồ để múc thức ăn đổ ra hầm cho cá nó ăn ha. Để em đi dài lên trên nữa. Các bạn nhìn thấy kìa. Đây các bạn nhìn thấy ở phía bên kia ha, thì có một cái ống nước đang xả nước xuống 24/24 luôn các bạn. Thì từ cái miệng ống nước đó lên trên cái con kênh mà dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng xuống á, thì chỉ cách khoảng 10 mét thôi các bạn. Và nước xả xuống đây liên tục. Và đồng thời ở trên cái ao này cũng sẽ có một cái hệ thống xả nước đi, để cho cái nước ở trong ao lúc nào nó cũng được trong sạch, không có bị ô nhiễm quá nhiều nha các bạn. Và các bạn nhìn thấy nè, cá ở dưới cái ao này thì nó rất là lớn rồi. Và cái số lượng ở đây thì được tính bằng hàng chục tấn, hàng trăm tấn, chứ không có tính cái số lượng nhỏ nha các bạn. Tại vì cái mật độ các bạn nhìn thấy thì cá nó đớp móng liên tục như thế này. Và trọng lượng của nó thì tầm khoảng 5 con 1 ký, 6 con 1 ký cũng có, rất là nhiều kích cỡ.
Ví dụ như là bà con muốn mua cái loại cá mà 5 con 1 kg, 6 con 1 kg, 7 con 1 kg đều có hết ha. Rất là nhiều kích cỡ trong cái ao này. Các bạn nhìn thấy ha, để em quay một vòng cho các bạn xem cái độ dài của cái ao này. Và đi xa tuốt ở đằng kia nữa các bạn. Em đi một đoạn rất là dài rồi. Đến đây thì em không thấy được cái đầu đằng kia nữa, tại vì nó khuất những cái hàng cây. Đây, các bạn nhìn thấy là cá nó ăn rất là mạnh luôn. Cá rô đồng này thì cái sức sống của nó rất là mạnh nha các bạn. Nó có thể là nằm ở trong cái thao nước, mà các bạn đi mua cá ngoài chợ mà các bạn nhìn thấy nó nằm trong cái thao nước và nó có thể sống là cả mấy tiếng đồng hồ, có kể là cả ngày luôn. Em thấy nó vẫn sống, sức sống của nó rất là mạnh. Cá này thì em nghĩ chắc nó khá là dễ nuôi, chỉ yêu cầu bà con mình giữ được cái nước không bị ô nhiễm và thức ăn cung cấp đầy đủ cho nó là em nghĩ là nó sẽ phát triển rất là tốt. Phía trong này thì ngày xưa những cái người chủ trước đã làm những cái chuồng để nuôi heo. Phía bên đây thì nuôi cá. Phía trên bờ thì trồng cây, ăn trái. Các bạn nhìn thấy nè, nguyên một cái kho chứa thức ăn cho cá rất là lớn luôn. Đây, ở đây thì cho ăn là những cái loại thức ăn này các bạn. Thức ăn cao cấp cho cá rô đồng nha các bạn. Ở đây là cái hình như có một cái hệ thống lọc nước này các bạn. Ở đầu đằng kia thì có một cái đường ống lấy nước đi vào, và ở đây thì sẽ có một cái hệ thống thoát nước đi ra, và hai miệng cống thoát nước đi ra luôn các bạn, để cho cái ao nuôi của mình đó lúc nào nó cũng được sạch sẽ, thông thoáng hơn, không có bị mà quá ô nhiễm với cái ao ha. Tại vì cá rô thì nó rất là dễ nuôi, nhưng mà em nghĩ là chắc là phải có một cái môi trường nào đó vừa với nó thôi, chứ mình không để cái ao nuôi quá dơ ha, nó sẽ ảnh hưởng tới con cá và cá nó sẽ bị hao hụt của mình rất là nhiều. Tại vì mình cho ăn thức ăn đó các bạn. Khi mà các bạn mà cho ăn thức ăn xuống dưới ao thì qua nhiều ngày đó thì cái nước ao nó sẽ bị có mùi nè. Và các bạn nhìn thấy ha, mấy chú bên kia thì đang kéo cá để mà đưa lên xe đó. Bây giờ xuất ra được rồi các bạn. Cá này bây giờ nó lớn rồi. Để em qua em quay cho bà con mình xem là cá kéo lên đó thì cá nó lớn như thế nào ha. Em phải men theo những cái đường cập cập này, cũng đi hơi chậm rồi. Bị lẹ quá té ao. Xúc cá rồi các bạn ơi. Trời ơi, một rổ vậy là 20 kg không chú? Mười mấy hả? Mọi người các bạn nhìn cá này. Khi mà khen cái chơi nó la lắm. Bài nấu nước thì ăn khó. Cái này chú cần nhiều tấn à? 7 tấn hả? Ôi nhìn cá thấy ham thiệt, cái nào giờ con mới thấy cái mô hình mà nuôi cá rô đồng ở đây. Vậy đồng Tháp coi nuôi lươn hả? Dạ. Ở đây nuôi mạnh cái này, hầm quá nha, tới 2 tỷ thôi vườn ốc rồi. Ta nuôi cái đó, 100 ngoài, không có giữ. Ồ, cái hầm này cái chiều dài nó trên 5 con. Cái hầm này sẽ tính theo hàng rào hết trơn, trên mẫu đó mà, tại mình tính cái nước thôi. Tính cái mật độ nước nó khoảng chừng 5 công, 6 công à. Mà trên 6 công. Đợt này thu lên là 2 tỷ thôi chú. Thì mình tính ra tiền rồi đó. À. Chứ 30 đã cũng 6 70 tấn thì nó lên. 70 tấn. 73 21 2 tỷ mốt rồi. Cái mốt mốt là để trả cho công là được rồi. Ăn cá là cái số chúng mình đánh mình lấy tiền cho bỏ khô. Cái này làm sao mà khổ. Rồi các bạn nhìn thấy nè, cá nó rất là lớn. Rồi, cái xoay của nó này. Con này chắc mình thấy chắc là khoảng 6 con 1 kg các bạn. Những cái con cá nhỏ này thì mình lựa lại và mình thả lại nha các bạn. Mình chỉ bán những cái con cá lớn mà đến cái lứa này. Lưới là ra còn con. Ồ, các bạn nhìn thấy hai cái ngành của nó nè. Được bỏ đại đó đi. Đâm cũng đau lắm nha các bạn. Ồ, con này to quá nè. Để cái rậu hứng vô kìa. Con này bằng tay. Bằng tay em nắm không giáp luôn. Nhìn thấy nè. Con này chắc chừng khoảng chừng 5 con 1 kg các bạn. Ôi ôi, cá rô này nè.
Này mình nuôi mấy tháng mà nó bực bự vậy chú? 3 tháng mấy rồi. Ba tháng mấy mà được cá gì ngon. Vậy là cái ao này là toàn bộ là cá rô hết luôn hả chú? Cầu rô dữ ta. Hai mấy tấn rồi hả? Cá sao này có tốt không? Mình ham thì chứ. Ừ, cá nhỏ nó giặt lại thả qua bên về kia để nuôi lại nó sao sao á. À sao sao là cá nhỏ nữa hả? Cái này cá con nó là 1 kg rồi mình mua sao tôi mua trứng hả? Trứng phải trứng nè, nó khoảng 3 kg mấy, 3 kg mấy trứng hết luôn. Ồ, một cái hầm này lớn lắm à ta. 70 tấn. Anh tính cũng 60 70 tấn gì mà. Nhưng mà bán trứng như chắc tính tiền triệu rồi ta, mắc không? Rẻ. Triệu à. Thả cá con nó mới mắc. Dạ. Mua trứng thả con là phải 10 mấy triệu á. Mua trứng về là mình phải áp thôi, mình thả xuống nước luôn. Thả luôn. Này phải có kỹ thuật nuôi chứ không mấy là. Dân cao siêu mới được. Bởi vậy. Mới khó thì khó mà dám. Trứng nó nuôi đó. Trứng muốn hầm này nè. Ừ. Chứ khơ sao giá, thà ta mua có con chứ nó mắc mắc. Hay quá ha. Ồ, các bạn thấy cái mô hình mà nuôi cá rô nè các bạn, cá rô đồng nè. Cái này là giờ giá như cái chú cá bự á. 30. Giờ con 30 đó. Còn 2 tỷ ít luôn. Rồi. Tính giờ chỉ tính vậy thôi ra cậu. Quá rồi cái rô đồng luôn các bạn. Rồi con cá bự 4 ngón tay em. Là lượt những cái con cá nhỏ mà thả lại các bạn. Còn những cái con nào mà nó đạt chuẩn rồi bắt đầu mình mới xuất đi ha. Các bạn nhìn thấy này, hai cái rổ hai bên này thì mình lựa những cái con cá nhỏ là nha. Thả ra hả chú? Ừ, thả ra. Thả ra ngày mai kéo tiếp hả? Đúng rồi. Ôi quá trời luôn các bạn. Ôi rồi các bạn coi nó kìa. Nên mình thả ra cái ngày mai mình kéo lại nha các bạn, tại vì giờ xe nó đầy hết rồi, nãy giờ là đi hai xe tải khoảng 8 tấn hay 9 tấn rồi. Ôi ôi.